từ nó mới vô. Này 36 này. 36 này, Quảng Trị này, đó 36 này, Nam Tà này. Chứng minh không? Đó, đâu. Đâu công ty nhà ảnh thôi chứ giờ show đó. Thẻ tiền trước không? Hả? Thẻ tiền trước. Dạ thôi. Này. Chứng mồ rồi tới. Đâu, chung tiền 500 ngon lành. Nè Nam Tà. À, cảm ơn anh em. Ê bữa em mua nhà ở đâu mà đi đi ngon qua đây. Dạ nè, rồi rồi rồi. Dạ nghe, cảm ơn nhiều. Ý bữa ghé mua trong chúng lớn ngang bò vua hổ. Rồi bò trong lớn 36 đây quý vị anh chị không rõ mình xem này 36 này con chạy 36 cây xô đó mới vừa mới vừa chung cho anh nó là Nam Tà như quý vị ông quay người ta mà ông trúng quay ngon là Nam Tà không không rách không nhiều. Đó rồi Nam Tà ngon lành anh chị. Nam Tà 36. Rồi đồ ngon lành cành đồ. Đó. Đó. Em trúng này qua cho anh chị mình xem. Hồi bữa đại lý trúng đại giải ba. Đại giải ba là một tờ 10 triệu á. Này mà đại giải ba. Giải ba này 10 triệu nè, giải nhất giải nhì nè. Giá ba nè. Đó. Giá ba là 10 triệu, giá tư là 3 triệu. À. Giá năm là 1 triệu. Em không không một đầu số nè. Hả? Đầu số nè. À 0134 luôn. Thì anh này cũng tờ với anh này lấy số này thật. Ông dọn mua nhà tờ đó nè, 0134. À nhiều khi nó 0134 nào 6389. Đó mà anh lấy là nếu mà nó vô cái đoạn đây là không vô hơi tỷ nè. Ông này mua cũng kinh nghiệm nè, thấy không nè. 0134. Nhiều khi nghe nó vô cái số đây thì không được, quẹt số đây cũng được, số đây cũng sửa. Nếu mà nó vô số 9, số 8, số 7 là không có không nói gì đâu. Thì ông lựa Nam Tà hết rồi mà. Ông này ông mua cũng kinh nghiệm nè. Ông mua là trúng đặc biệt là vô hơi tỷ dễ vô hơi tỷ nè. Một là số lớn hơn là số nhỏ. Đó, cũng tờ rồi đó. Thả để về đất kìa. Đâu rồi. À. Dạ có chạy nếu mà vô là giá tư á, đâu rồi, giá tư nè. Ngày 17 tháng 5 nè. Ừ. Này nhiêu số tóm nó nằm xịt tới đây, số 5 nó dài tới đây. À. Tóm 4191. 191 hồi bữa cô kia nó trúng giá nhất cũng 191 hơi bả. Này là giá nhất 30 triệu á. Nè, buộc ở đây số tóm mà nó dài trên tới đây, số 5 nó dài ra đây. À. Chị trúng được là 3 triệu. Giờ là giá nam là 3 triệu quá. Giờ là 3 đây là 10 triệu này, giờ đây là 15 triệu, giờ đây giá nhất là 30 triệu, giờ nhì là 15. Giờ 3 là 10 mà giờ đây là giờ là 3 triệu. À. 3 triệu giá nam này 3 triệu nè. Còn số thì em thấy hả? Vậy nha. Giá tư chứ. À giá tư. Giá tư chị trúng giá tư là 3 triệu. Giá tư là 3 triệu. Đúng rồi. Để coi giờ nó biết coi trong cái tài giá số nó biết à. Giá tư là 3 triệu. Giá tư là 3 triệu đúng rồi. Nếu mà chạy vô là giá nam là 1 triệu mà giá tư là 3 triệu. Cái này không có hả? Không có. Cái này thì bấm vô Google vào thử. Bấm vô Google. Đây điện thoại bấm vô Google. Thì bấm thử. Được, xem vô cái đây hay. Ừ. Vô cái đây vô cái đây vô đây đây là 5 4 1 9 1 là chạy vô được là 3 triệu. 3 triệu ngon mà. À vô Google cái đây thử. Bấm Google, bấm vô chị ba mày mở cái khóa điện thoại cho. Chị em có máy em không được hả? Mở đi. Chị này với xếm trúng có giải tư nha quý vị, 3 triệu nha. Chị bị đổi con số, số tóm. À, chị nếu số nam mà thành số tóm thì chị được 3 triệu nha anh chị, cũng rất là tiếc. Thôi thì video đến đây em cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.